Châu Nhuận Phát, ảnh đế dùng cục gạch, mua đồ sale, mang hết tài sản 17.000 tỷ cho từ thiện. Châu Nhuận Phát sinh ngày 18 tháng 5 năm 1955 trong một gia đình nghèo ở đảo Nam Nha, Hồng Kông. Năm 1965, gia đình ông chuyển đến khu Cửu Long, Hồng Kông. Ngay từ lúc 6 tuổi, Châu Nhuận Phát và chị gái Châu Thông Linh thường dậy sớm phụ mẹ bán đồ điểm tâm, đến chiều lại ra đồng phụ việc. Cha của Châu Nhuận Phát làm nghề đánh cá, ông ham mê bài bạc và mắc nợ rất nhiều, khiến gia đình lâm cảnh khốn túng. Bà Trần Lệ Phương, mẹ của Châu Nhuận Phát, thường đi lĩnh lương thay cho chồng vì sợ ông mang tiền nướng hết vào chiếu bạc. Vậy mà có lần bà Phương đến công ty của chồng để lĩnh lương thì tiền lương tháng đó đã bị chồng thua bạc hết. Người ta thương tình đưa cho bà chai dầu ăn mang về nhà. Đó là khoảng thời gian rất cơ cực, ám ảnh Châu Nhuận Phát đến tận bây giờ. Tài tử họ Châu dành tình thương sâu sắc cho mẹ, người quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời ông. Năm Châu Nhuận Phát đang học bậc phổ thông, cha của ông mắc bệnh nặng rồi qua đời, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Châu Nhuận Phát không còn cách nào khác đành bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ, từ đánh giày, rửa xe, phụ việc theo giờ đến bán các thiết bị, máy ảnh, đưa thư, lái taxi, khuân vác. Chính Châu Nhuận Phát thừa nhận rằng quãng thời gian lăn lộn mưu sinh sớm này đã góp phần lớn vào việc định hình nên con người và nhân cách sống của ông. Ông Hoàng truyền hình xuất thân từ đường phố. Năm 1971, đài TVB và Shaw Browser đồng tổ chức lớp đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên. Châu Nhuận Phát khi đó 18 tuổi, đang lăn lộn mưu sinh thì tình cờ có cơ hội bước vào lớp đào tạo diễn viên này. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Châu Nhuận Phát và nó diễn ra hết sức tình cờ. Năm 1973, một người bạn đưa mẫu quảng cáo trên một tờ báo cho Châu Nhuận Phát, động viên anh đi thi và giúp trả phí nộp hồ sơ. Vào ngày thi tuyển, khi đến lượt mình, Châu Nhuận Phát rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng thể hiện phần thi trôi chảy. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành bài thi thì một giám khảo hét lên, đi xuống. Cũng may có một vị giám khảo cấp cao khác chặn lời, đừng có hàm hồ, cậu thanh niên này rất có tiềm năng. Không ai dám nghĩ, chiếc vé vớt đó đã tạo nên một ảnh đế huyền thoại trong nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông sau này. Ngay từ những buổi học đầu tiên, Châu Nhuận Phát nhanh chóng yêu thích việc diễn xuất. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức nền tảng và bị đánh giá là năng khiếu diễn xuất không quá nổi bật, nên Châu Nhuận Phát buộc phải dùng sự chăm chỉ ngày đêm để bù đắp. Tiềm năng lớn nhất của Châu Nhuận Phát với nghề diễn viên chính là kinh nghiệm khi mưu sinh ngoài đường phố với đủ nghề đã giúp cho ông nhạy bén với tâm lý con người, hoạt ngôn hài hước tháo vát và ngôn ngữ cơ thể biểu cảm tự nhiên. Sau khi kết thúc khóa đào tạo một năm, 20 học viên chỉ có 10 người được TVB ký hợp đồng, trong đó có Châu Nhuận Phát. Châu Nhuận Phát ký hợp đồng 3 năm với TVB với mức lương bèo bọt, nhưng ông không than phiền mà chỉ nỗ lực làm việc. Trong 2 năm đầu làm việc với TVB, nam diễn viên chỉ được giao một số vai phụ không quan trọng. Ấn tượng về chàng diễn viên tập sự Châu Nhuận Phát trong lòng mọi người luôn là sự nỗ lực, không ngại khổ, không ngại bị góp ý và luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao với thái độ hòa nhã. Năm 1976, Châu Nhuận Phát lần đầu tiên được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình màu nhiều tập đầu tiên của TVB có tên Cuồng Triều. Cũng trong năm này, Châu Nhuận Phát được giao vai chính trong hai bộ phim Giang Hồ Tiểu Tử và Đại Giang Nam Bắc. Đây là thời điểm ngành truyền hình Hồng Kông bước vào giai đoạn bản lề khi ngày càng có nhiều người dân có TV. Sau đó, Châu Nhuận Phát dần dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả thông qua vai diễn trong phim Võng Trung Nhân năm 1979. Chỉ đến khi đóng chính trong bộ phim Bến Thượng Hải, Châu Nhuận Phát mới bật lên thành ngôi sao lớn của Hồng Kông. Năm 1980, TVB khởi quay phim Bến Thượng Hải và dự định để Trịnh Thiếu Thu đóng vai Hứa Văn Cường và Triệu Nhã Chi vào vai Phùng Trình Trình. Tuy nhiên, Trịnh Thiếu Thu vừa bị thương, sức khỏe chưa hồi phục nên không nhận vai này và tiến cử Châu Nhuận Phát, người cùng làm việc với anh trong phim Đại Hành. Vậy là bộ ba đóng vai chính trong Bến Thượng Hải được chốt lại là Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi và Lữ Lương Vĩ. Bộ phim đã nổi tiếng ngay sau tập đầu tiên phát sóng, cái tên Châu Nhuận Phát nổi như cồn và trở thành ngôi sao số 1 của TVB. Ông còn được giới truyền thông ca ngợi là ông hoàng phim truyền hình. Ngoài những thành tựu trong nghề nghiệp, Châu Nhuận Phát còn khiến cho netizen phải suýt xoa vì nhân cách vàng của mình. Khác với vẻ hào nhoáng trên màn ảnh, nam tài tử ngoài đời lại giản dị đến bất ngờ. Đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm từng chia sẻ, khi ở đoàn phim Bản Sắc Anh Hùng, tất cả mọi người đều phải ăn cơm hộp. Có nhân viên công tác chê cơm không ngon nên chỉ ăn vài miếng rồi ném xuống. Châu Nhuận Phát thấy vậy đã cầm hộp cơm đó lên, ăn hết và nói cho mọi người không nên lãng phí lương thực. Hành động của anh khiến cho cả đoàn phim đều cảm thấy xấu hổ. Vì anh ấy mà mọi người đều biết quý trọng thức ăn. Một khi ăn cơm hộp mà nhìn thấy anh ấy, mọi người đều cảm thấy thật xót xa. Nam diễn viên từng tiết lộ mỗi tháng chỉ tiêu dùng 800 đô la Hồng Kông, khoảng 2,4 triệu đồng Việt Nam. Thậm chí 2 năm trước, Châu Nhuận Phát mới từ bỏ chiếc cục gạch Nokia đời đầu đã gắn bó với anh suốt 17 năm để chuyển sang dùng smartphone bởi chiếc điện thoại Nokia kia đã không thể tiếp tục hoạt động được.
thường xuyên mua sắm ở những cửa hàng giảm giá, vị thần bài này từng cho biết, tôi mặc quần áo không phải vì người khác, chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái, thế là đủ rồi. Hôn nhân đẹp như mơ dù không có duyên đường con cái. Năm 1987, Châu Nhuận Phát kết hôn với Trần Oải Liên, một cảnh sát gốc Singapore. Khác với người chồng minh tinh màng bạc, Trần Oải Liên có nhan sắc bình thường, cá tính mạnh mẽ, xuất thân không có gì nổi trội và không hề liên quan đến ngành giải trí. Dù thường xuyên bị nhận xét là đôi đũa lệch nhưng hai người vẫn luôn hạnh phúc, quấn quýt bên nhau suốt 30 năm. Năm 1991, Trần Oải Liên mang thai lần đầu, cặp vợ chồng son vỡ òa hạnh phúc. Châu Nhuận Phát nhắc nhở vợ không nên làm việc nhiều, còn tận tình chăm sóc vợ bằng cách nấu cho bà rất nhiều món ăn giàu dinh dưỡng. Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng Châu Nhuận Phát háo hức chờ đón con gái chào đời. Lần đầu tiên được làm cha, nam diễn viên hạnh phúc lắm. Ông hào hứng đi mua nôi, thậm chí còn lau chùi quét dọn phòng cho con. Nhưng đến khi thai nhi được 7 tháng, một biến cố đau đớn xảy ra, Trần Oải Liên tâm sự trong nước mắt. Đến một ngày, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ. Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái đã qua đời do tràn hoa cuốn cổ là ngạt thở mà chết. Con gái của tôi chết, đó là điều tôi không thể chấp nhận. Ngày hôm đó, con nằm ngoan trong bụng mẹ lại hóa ra là ngày mẹ con xa nhau. Dẫu cho bản thân vô cùng đau đớn nhưng vợ Châu Nhuận Phát vẫn lựa chọn đẻ thường để đứa con gái đầu tiên và duy nhất được ra đời như một đứa trẻ bình thường. Trong khi sinh con, bà xin được thấy mặt con lần đầu và cũng là lần cuối. Nỗi đau mất con khiến Trần Oải Liên suy sụp và bị trầm cảm trong một thời gian dài. Sau này bà không muốn sinh con nữa vì quá ám ảnh. Thương vợ phải chịu cú sốc lớn, Châu Nhuận Phát cũng thuận theo. Ông an ủi vợ rằng chỉ cần vợ chồng có nhau là đủ rồi, không đòi hỏi những thứ xa vời khác. Quyên góp toàn bộ tài sản để làm từ thiện. Năm 2018, Châu Nhuận Phát khiến cánh truyền thông ngỡ ngàng khi tuyên bố đã lên kế hoạch hiến toàn bộ khối tài sản của mình tích lũy được trong suốt 40 năm hoạt động trong giới giải trí, ước tính khoảng gần 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 17.000 tỷ đồng Việt Nam cho các tổ chức từ thiện. Ông cho biết vợ chồng mình không con cái nên muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Châu Nhuận Phát bộc bạch, tiền đó vốn không phải của chúng ta đi vào thế giới này cái gì cũng không có, lúc đi cái gì cũng không đem theo được. Hiện tại tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống. Nhiều năm nay, bà xã của Châu Nhuận Phát đã bắt đầu thành lập các tổ chức từ thiện và hết lòng ủng hộ kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của anh. Châu Nhuận Phát bộc bạch, với anh tiền không phải là nguồn gốc của hạnh phúc, ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Trong cuộc sống, điều khó khăn nhất không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm thế nào để giữ được tâm tính bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại. Ở tuổi xế chiều, Châu Nhuận Phát sống cuộc sống tiết kiệm bình dị giữa Hồng Kông hoa lệ. Nhiều năm qua, công chúng đã quen với sự xuất hiện của ông trên những chuyến tàu điện ngầm trong các quán ăn, khu chợ bình dân. Báo Hồng Kông viết, nếu muốn gặp các ngôi sao Hồng Kông, hãy đi mua sắm ở những trung tâm thương mại, cửa hàng xa xỉ nhất đặc khu. Còn nếu muốn gặp Phát ca, hãy đi đến khu vực tàu điện ngầm, trạm xe buýt và chợ rau ở khu Cửu Long. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, Châu Nhuận Phát vừa đón sinh nhật ở tuổi 66. Khi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, ông không ngần ngại thừa nhận bản thân đã hết thời. Vì thế hiện tại, Châu Nhuận Phát ít đóng phim và dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Nam diễn viên thường xuyên bị bắt gặp chạy bộ cùng vợ hay leo núi, cắm trại cùng bạn bè và các ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông như Lư Hải Bằng, Miêu Kiều Vĩ, Tăng Hoa Thiên, Bào Khởi Tịnh. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ngôi sao Bến Thượng Hải tỏ ra hài lòng. Ông tiết lộ muốn trở thành huấn luyện viên leo núi. Tôi cảm thấy sự nghiệp diễn xuất của bản thân ngày càng xuống dốc. Nói thẳng ra là Châu Nhuận Phát đã hết thời. Vì thế tôi vẫn đang tính đến chuyện trở thành huấn luyện viên leo núi đường dài. Kinh nghiệm của tôi có thể giúp ích cho người muốn theo đuổi bộ môn này, Châu Nhuận Phát chia sẻ.